thì nó cũng na ná giống như là Chico Đạt Ma vậy các bạn. Nhưng mà được một cái là nó cái số lượng bào tử nấm và quy khuẩn có lợi nó nhiều, nó nhiều hơn Chico Đạt Ma nhiều lắm, và nó nhiều chủng hơn nữa các bạn. Này, cái viên Nano Go này thì nó có hai loại, một loại là các nấm Chico Đạt Ma đối kháng với các nấm gây hại, nó có tới 4 cái loại nấm có lợi, và mỗi một loại nấm cái số lượng bào tử nó rất nhiều, 2,5 tỷ bào tử trên gam là nhiều lắm các bạn. Rồi một loại thứ hai là các quy khuẩn bacillus có lợi đối kháng với quy khuẩn gây hại, và nó có tới 5 cái loại quy khuẩn có lợi, mỗi một loại như vậy là tới 2 tỷ bào tử trên gam, và nó có thêm một cái quy khuẩn cố định đạm đối kháng quy khuẩn có hại đó. Nó tóm lại là nó có tới 30 nấm và quy sinh vật có lợi đó. Thì những cái nấm và quy khuẩn có lợi nó sẽ xuống trong đất, nó sẽ ổn định và phát triển trong đất, thì nó sẽ đối kháng và tiêu diệt những con nấm và quy khuẩn có hại trong đất, nó gây hại cho cây trồng mình. Vì thế là khi mà mình bổ sung được những cái con nấm quy khuẩn này xuống đất thì nó sẽ giúp bảo vệ bộ rễ và tránh tác nhân gây hại từ những cái quy khuẩn và nấm có lợi có hại đó các bạn. Đây, đây là cái viên đó này. Đây là cái dạng viên đó. Đây là một dạng viên đó. Một viên như vậy á là các bạn có thể xử lý được rất nhiều bạn, có khoảng xử lý được khoảng 3.000 mét vuông. Mình trồng diện tích bí cái đào của mình hết cái khuôn này các bạn. Mình trồng hết cái khuôn này tới bên kia và mình xử lý chỉ có một viên thôi. Viên này thì giá thị trường họ mình mua là từ đó. Một viên như vậy á là các bạn có thể xử lý được rất nhiều bạn, có khoảng xử lý được khoảng 3.000 mét vuông. Mình trồng diện tích bí đao của mình hết cái khuôn này các bạn. Mình trồng hết cái khuôn này tới bên kia và mình xử lý chỉ có một viên thôi. Viên này họ đang 200 lít nước, rồi các bạn phun trực tiếp xuống đất đó. Hai là các bạn ươm nó lên, các bạn nhân sinh khối nó lên, có nghĩa là trong đây nó có rất nhiều bào tử thì mình nuôi cho nó nhiều lên rồi mình hãy đưa xuống đất đó. Cái cách mình nuôi cho nó nhiều lên rồi đưa xuống đất á là nó hay hơn là cái cách bỏ xuống đất trước để cho nó tự phát triển. Tại vì khi mình sử dụng cái dạng đối kháng á là khi mà cái mật số nó nhiều, nó ổn định rồi á thì nó mới đủ sức để mà nó lấn áp mấy con nấm có hại. Vì thế là mình phải nhân sinh khối nó trước đó, mình ủ nó cho nó nhiều lên rồi hãy đưa xuống đất các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà để mà ủ sinh khối cái viên này lên để cho nó nhiều ra. Và cái cách này mình sử dụng là các bạn trồng bầu bí dưa là nó hạn chế chết nhát lắm các bạn. Các bạn yên tâm chị chị. Một số bạn trồng khi mang trái rồi là chết lần, chết mòn, chết mà không còn luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nè. Các bạn một viên này các bạn nếu mà nhân sinh khối các bạn pha 100 lít nước cho mình. Đây các bạn để vô thùng phi này các bạn pha múc 100 lít nước. Các bạn sử dụng nước dưới mương của mình nè, cũng được. Nhưng mà nước hơi trong trong sạch sạch một chút bạn. Rồi, bạn nào mà ủ ở nhà thì các bạn nếu mà không sử dụng mà nước máy các bạn. Nước máy thì các bạn lưu ý, tại vì trong nước máy nó có clo, clo nó sẽ làm chết mấy con vi sinh vật của mình ương nè, nó bị chết. Vì thế là nếu mà bạn sử dụng nước máy thì các bạn sẽ múc lên để một ngày đêm rồi để cho cái khí clo nó bay lên, tức là trong nước nó không còn clo nữa thì các bạn xài thì nó mới được. Các bạn lưu ý khi mà mình sử dụng nước máy thì mình bơm lên, mình để gì nè, để một ngày đêm rồi mình hãy sử dụng. Còn mà mình sử dụng nước mương, nước mưa thì mình cứ xài bình thường. Rồi 100 lít nước thì các bạn pha trong viên này ha. Rồi cái viên này là cái dạng sủi bọt các bạn. Đây nè, các bạn bỏ vô cái ly nè, như nước nè, là nó sâu lên tan nè. Tức là trong cái viên này nó chứa rất nhiều bào tử nấm và vi khuẩn có lợi đó. Nếu như mình lấy cái này mình đem mình sử dụng luôn trong đất thì vẫn được, nhưng mà tại vì cái mặt số của nó chưa nhiều, mình đưa xuống đất thì để cho nó phát triển thì nó lâu ha các bạn. Vì thế là các bạn nhân cho nó lên, các bạn nuôi cho nó nhiều lên, nuôi cho cái độ quân của mình nó nhiều lên rồi mình đưa xuống đất thì lúc bây giờ thì nó sẽ phát triển ổn định trong đất và mặt số nó nhiều thì nó sẽ lấn áp được những con vi khuẩn và nấm có hại trong đất đó các bạn. Rồi các bạn để những cái thứ thì các bạn sử dụng đường mía nè đó, các bạn sử dụng đường mía với 100 lít nước này, các bạn sử dụng 1 kg đường mía mình các bạn. Đường mía mình hay sử dụng đó, bỏ vô đó. Các bạn bỏ đường mía để làm cái gì? Để mình tạo cái môi trường cho con vi sinh vật của mình nó phát triển, tức nghĩa là nó có đồ ăn các bạn, nó có đồ ăn nó phát triển. Rồi các bạn dùng cây các bạn phấy lên, các bạn kiếm cây các bạn phấy lên, cây tay cây dơ quá. Cái này là nó hoàn toàn tự nhiên nên các bạn không có sợ ảnh hưởng các bạn, tại vì nó là nguồn gốc tự nhiên, không ảnh hưởng cho người động vật gì cả, môi trường gì cả. Các bạn quậy lên, các bạn quậy cho đường miếng nó tan ra.
cái đường mía này là tạo thức ăn để cho những con vi sinh vật và nấm của mình ương để nó phát triển, nó nhân mật số lên các bạn. Rồi các bạn quậy lên vậy ha. Rồi cái ly nãy của mình bỏ vô là nó tan cái gì nè các bạn. Đó. Đó, đây là những cái con mình cần nuôi nè, đây là những cái bào tử nấm vi sinh vật có lợi nè, mình bỏ vô mình nuôi nó nè. Đó các bạn. Đó, cái này hoàn toàn tự nhiên các bạn không. Sau khi các bạn để cái viên sủi nanogo vào trong cái nước mà có ba đường mía như thế này xong thì các bạn dùng cái tấm bạc hay gì đó các bạn đẩy lại. Đó, các bạn cũng không cần phải đẩy kín lắm, bạn đẩy sơ đừng cho côn trùng đồ nó bay vô thôi. Rồi mỗi một ngày vậy các bạn khuấy đó, các bạn khuấy khoảng 1-2 lần. Các bạn dùng cây vậy các bạn khuấy 1-2 lần các bạn. Các bạn khuấy vậy để cho oxy nó hòa tan vô trong nước các bạn. Bạn cho mấy con vi sinh vật của mình đó, nó phát triển mật số nhanh lên. Đó, cần nó có oxy để sống nó phát triển tốt. Đó. Rồi, các bạn ủ như thế này trong vòng 2 ngày. 24 đến 36 tiếng đồng hồ thì các bạn dở ra. Các bạn nghe nó sẽ có cái mùi nó chua chua. Cái mùi giống như mình muối vừa chua vậy các bạn. Thì lúc đó mấy con vi sinh vật của mình nó đã phát triển nó nhân mật số được rồi đó. Thì các bạn lúc bây giờ các bạn sử dụng. Có hai cách sử dụng các bạn. Các bạn có thể rửa cái bình xịt của mình cho nó sạch. Rồi các bạn múc trực tiếp cái nước này nè. Các bạn để vô cái bình xịt của mình. Rồi các bạn xịt xuống cái luống mình trồng. Hoặc là mình bơm xuống cái gốc như bí đao của mình. Hai là các bạn pha vô thùng dồi. Rồi các bạn tưới xuống luống. Đó các bạn. Thì cái giai đoạn để mà các bạn phòng bệnh chết nhát, phòng bệnh chết dây, cái giai đoạn 2 này là các bạn sử dụng ở cái lúc mà các bạn bón thúc để mà nuôi trái bí đao mình đó các bạn. Thì để cho đỡ tốn công á các bạn, trong lúc quá trình các bạn gãy phân á, trước khi các bạn gãy phân á, thì các bạn dán cái màn phủ lên vậy nha các bạn. Các bạn dán lên vậy. Các bạn lấy cái nước hồi nãy mình pha đó, mình pha xong rồi mình tưới lên trên đây. Đó. Hoặc là mình bỏ vô thùng mình xịt lên trên cái luống này. Đó. Hoặc là bạn nào mà sử dụng cái phòng bệnh mà lúc này mà chưa có ngay cái đợt mà gãy phân á, chưa có ngay cái đợt gãy phân á, thì các bạn có thể bơm để vô mình xịt. Rồi các bạn bơm thẳng xuống gốc này các bạn. Bơm thẳng xuống gốc bí đao của mình luôn. Đó các bạn. Đó. Và khi mà mình bơm xuống thẳng xuống đây thì những con vi sinh vật của mình sau khi đưa xuống đất nó sẽ phát triển trong đất này, nó sẽ có nhân mật số lên và nó sẽ tiêu diệt những nấm bệnh và vi khuẩn có hại. Nó gây cái bệnh là thú cái cổ rễ này là một, thứ hai là nó bệnh chết rễ. Thì cái chúng ta sử dụng cái chế phẩm vi sinh vật này á, thì nó hạn chế rất nhiều cái bệnh mà chết dây các bạn. Và những bạn mà trồng bầu bí dưa leo, nói tóm lại là những cái cây mà họ bầu bí dưa là các bạn sợ nhất là cái bệnh chết nhát đó các bạn, cái bệnh mà chết dây. Khi mà bí của mình hoặc là dưa của mình hoặc là dưa hấu bầu của mình á mà đang chuẩn bị thu trái thì nó sẽ bị chết là do nấm vi khuẩn nó gây hại trong rễ trong đất. Mà nếu các bạn không phòng trừ thì nó bị bệnh rồi thì các bạn không trị được, nó chết từ từ, nó chết hết vườn các bạn luôn. Vậy thế là nhà vườn á, các bác nông dân sợ nhất là cái bệnh chết nhát đó, khi mà nó mang trái rồi nó chết hoặc là nó chết lúc nhỏ. Vậy thế là mình nhắc lại các bạn để mà sử dụng cái viên nanogo đó thì các bạn lưu ý cho mình là sử dụng mà đúng cách là ngon nhất là sử dụng hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là các bạn trước khi các bạn trồng đó, các bạn xử lý đất đó, các bạn tưới thẳng xuống đất đó. Rồi xong các bạn gãi lót, rồi xong các bạn tiến hành trồng bí, trồng dưa, trồng bầu đó, là nó hạn chế giai đoạn là chết cây con. Rồi đến khi mà cây của mình chuẩn bị thu trái, chuẩn bị ra hoa kết trái thì mình xử lý một lần nữa các bạn, là mình ủ, sau đó mình tưới xuống cái dòng chỗ mình trồng, tưới xuống cái vùng rễ các bạn một lần nữa đó, để nó phòng mình là chết cây đó. Không có cái thức nào bằng cái chuyện mà mình nuôi cái cây, cái dây của mình, rễ của mình mà nó lớn, nó mang trái rồi mình chết đó. Vì thế là các bác á, các bạn mà áp dụng cái cách của mình á, là nó hạn chế rất nhiều cái bệnh mà chết nhát các bạn đó, là các bạn yên tâm về cái phần bệnh chết nhát. Một viên như vậy các bạn xử lý được rất nhiều.